Hello everybody. Today I will guide you to study English 6 Unit A Sports and Game. Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bài học tiếng Anh 6, bài số 8 Sports and Game nhé. Now the first one, we have to learn about the grammar point. Trước hết chúng ta phải tìm hiểu về phần ngữ pháp của bài số 8. Đây là một điểm ngữ pháp rất là quan trọng, các em cần chú ý. Now look at the examples. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn những phần ví dụ sau đây. Minh went to school yesterday. Minh went to school yesterday. Peter didn't do his homework last night. Did you tell him about the picnic? Okay. Vậy trong ba câu này chúng ta sẽ thấy những cái động từ mới lạ. Câu đầu tiên chúng ta sẽ thấy là to when. Câu thứ hai chúng ta sẽ thấy đó là didn't to. Và câu thứ ba sẽ là do you tell. Vậy thì những cái dạng sau đây là những dạng mới trong cái phần điểm ngữ pháp chúng ta sẽ được học. Đó là the past simple, hay còn gọi là thì quá khứ đơn. Now you have a look at the formation. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào phần đầu tiên, dạng của thì quá khứ đơn. A to B, words or word. Phần đầu tiên chúng ta sẽ theo dõi đó là to be. À, be ở thì quá khứ đơn chúng ta nhớ cho cô sẽ có hai dạng, đó là words hoặc là word. Have a look at the screen. Các bạn sẽ nhìn tiếp vào màn hình nhé. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm nhỏ. À, he, she, it. Với câu khẳng định thì chúng ta sẽ chia chung với words. Và chủ ngữ là số nhiều, plural pronoun, we, you, they, thì chúng ta sẽ đi chung, sẽ cho những cái danh từ này đi chung với to be sẽ là were, khi nói về hành động xảy ra trong quá khứ. For example, I was at school yesterday. À, tôi đã ở trường ngày hôm qua. À, khi mà chúng ta nói dùng hình thức số nhiều chúng tôi thì chúng ta sẽ dùng như thế nào các bạn? À đúng rồi, đó là we were at school yesterday. Chúng tôi đã ở trường ngày hôm qua. Now you have a look at negative form. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào phần thứ hai, đó là phần câu phủ định. Vậy thì câu phủ định, đặc trưng của câu phủ định các bạn luôn phải nhớ cho cô là chúng ta phải có not ở câu phủ định. Ví dụ, I was not at the beach last week. À, tôi đã không ở bãi biển vào tuần trước. I was not, các bạn nhớ nha, was not. Ok, và thứ hai, ở cái phần plural now thì chúng ta có thể dùng we were not or we weren't at the beach last week. Tiếp theo, ở phần thứ ba chúng ta nói về dạng câu hỏi của to be ở thì quá khứ đơn. Chúng ta sẽ có chúng ta, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là chúng ta phải đem to be lên đầu câu ở phần câu hỏi này. À, và chúng ta đem to be ở đây sẽ là gì đây? Was hoặc là were. Và chúng ta tìm cái chủ ngữ cho tương ứng. À, và chúng ta đã thống nhất với nhau rồi trong bài học hôm nay, chủ ngữ số ít hay còn gọi là singular noun, I, he, she, it, thì chúng ta sẽ đi chung với was. Còn với những chủ ngữ plural noun như là we, you, they, thì chúng ta sẽ đi chung với were. For example, was he hungry? Anh ấy đã đói bụng phải không? Hoặc là were you hungry? Các bạn đã đói bụng phải không? Đây là dạng chung của động từ to be, các em có thể ghi chép lại. Và khi mà chúng ta nói trả lời phản hồi lại với câu hỏi thì chúng ta sẽ có hai cách trả lời, dựa vào số ít hoặc số nhiều cũng tương ứng. Các em sẽ dựa vào ví dụ như ở câu hỏi đầu tiên chúng ta có was he hungry, thì chúng ta sẽ trả lời là yes he was, hoặc là no he wasn't. Khi câu hỏi ở danh từ ở plural noun, danh từ số nhiều, thì chúng ta sẽ trả lời là yes they were, hoặc là no they weren't. Rồi, các em hãy nắm rõ cái bảng trên để chúng ta làm bài thật tốt nha.
Tiếp theo chúng ta sẽ có động từ thường. À, các em nhớ chúng ta làm chia làm hai nhánh. Khi nói về thì quá khứ đơn thì có động từ to be và động từ thường. Rồi, khi chúng nói về động từ thường thì chúng ta sẽ có những trường hợp sau đây. Các em sẽ nhìn vào trên màn hình cho cô nhé. Ví dụ đầu tiên, for example, he worked in the garden yesterday. He went to school yesterday. I bought a new pair of shoes last night. À, vậy những động từ đây là những động từ như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu. Đây là những động từ ở hình thức quá khứ đơn. À, có từ thì biến đổi hoàn toàn, còn có từ thì được theo như là một có một cái quy tắc để chúng ta thêm vào để cho nó thành dạng quá khứ. Ví dụ như chúng ta có work. Khi chúng ta muốn đưa về dạng quá khứ thì chúng ta thêm ed. À, và chúng ta có từ go là đi thì chúng ta có thể biến đổi hoàn toàn nó đổi thành went, bởi vì go là một động từ bất quy tắc. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có từ buy. Buy là mua. Vậy thì khi mà chúng ta dùng nó ở dạng quá khứ đơn thì chúng ta có từ bought. Vậy thì các em nhớ cho cô như thế này. Trong động từ thường ở thì quá khứ đơn, chúng ta chia làm hai nhánh, đó là động từ có quy tắc chúng ta sẽ thêm ed, và động từ bất quy tắc irregular verb thì chúng ta phải dò vào bảng động từ bất quy tắc nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hướng lên, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm ra được cái quy tắc chúng ta thêm ed cho đúng đối với động từ có quy tắc. The first one, you add ed to most verbs. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái quy tắc chung chung, đó là chúng ta sẽ thêm ed vào hầu như tất cả các động từ thường. The second one, drop the e and add ed to verbs that end with mu e. For example, smile or smiled. À, chúng ta có những từ tận cùng là ký tự e, đúng không các em? Thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ thêm ed, nhưng mà nó đã kết thúc với một âm e không phát âm ra nha các bạn. Ví dụ như từ smile. À, smile. Và chúng ta thêm ed vào. Vì đã có y rồi nên chúng ta chỉ việc thêm đi thôi. Now the third one. Change the letter y to i and add ed to verbs that end with the consonant and y vowel. For example, carry, carried, study, studied. Okay. Và trường hợp thứ ba đó là gì? Đó là thay đổi y dài trở thành y ngắn rồi sau đó mới thêm ed đối với động từ kết thúc bằng một phụ âm và ký tự y dài. Rồi, thì chúng ta nhìn lên màn hình ha. Từ carry kết thúc bằng một âm y dài và trước nó là một phụ âm nên chúng ta đổi y dài thành y ngắn và chúng ta thêm ed. Tương tự như vậy từ study nha các em. Now the fourth one, double the consonant and add ed to verbs that end with one vowel and one consonant. For example, trap, trapped, stop, stopped. Ok, chúng ta sẽ thấy trường hợp thứ tư này tương đối khó đối với các em và các em cần chú ý cho cô. Chúng ta phải gấp đôi phụ âm cuối và thêm ed đối với những trường hợp một nguyên âm và một phụ âm. À, nguyên âm đó nằm trước phụ âm. Hoặc chúng ta có thể nhìn thấy rằng nguyên âm nằm giữa hai phụ âm, đúng không các em? Thì cái phụ âm cuối chúng ta sẽ gấp đôi và chúng ta sẽ thêm ed. Finally, be careful with the verbs like mix, fix. Và trường hợp cuối cùng thì chúng ta phải cẩn thận với những động từ đặc biệt như là
you have a look at the board, the stream, irregular verb. Bây giờ cô sẽ show lên trên đây cho chúng ta thấy đây là một cái bảng động từ bất quy tắc cho các bạn. Các bạn nhận lưu ý rằng chúng ta chỉ mới là học sinh lớp 6 thôi, nên bảng động từ bất quy tắc chúng ta có thể tham khảo bằng những cái bảng động từ bất quy tắc đầy đủ, hoặc là chúng ta có thể tham khảo những cái bảng động từ bất quy tắc thông dụng nha các em. Và nhưng những cái trường hợp mà chúng ta những cái từ hay gặp thì cô sẽ show lên đây và các em sẽ nhìn lên bảng của hướng dẫn nhé. Go, went có nghĩa là đi. Vậy thì bây giờ go nó là dạng present, dạng cột 1 hay còn gọi là dạng hiện tại đơn, hiện tại của động từ hay còn gọi là be infinitive. Những cách gọi đó thì đều nói chung đó là dạng nguyên mẫu, được chưa các bạn? Và khi mà chúng ta nói động từ ở cột 2 hay còn gọi là past form thì chúng ta sẽ có cột 2 của từ go sẽ là went. Và khi mà nói về meaning thì chúng ta là hiểu về cái nghĩa bằng tiếng Việt. Các bạn theo dõi nhé. Vậy thì chúng ta có từ have. Past form is had. Meaning is có. Ok. Và chúng ta có từ buy. Buy là mua. Past form is bought. Now drink, tran có nghĩa là uống. Take, took đưa, lấy. Come, came đến. Give, gave cho. Now, work out. Many English verbs have irregular past form. Có rất nhiều từ tiếng Anh có dạng động từ bất quy tắc. Và các em có nhiệm vụ là gì? Mình phải học thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc này nha. Như ví dụ trong sách thì chúng ta thấy là chỉ có một ít ví dụ như là be thì chúng ta có was hoặc là were. Words thì đi chung với singular noun và were đi chung với plural noun. Và tiếp theo chúng ta có động từ nguyên mẫu be infinitive là have và quá khứ đơn của nó sẽ là had, win, won, eat, ate. Rồi các em lưu ý thêm cho cô những từ ở cái bảng trong sách chúng ta nữa nha, các em có thể chép vào trong vở để chúng ta học nha. Những phần hồi nãy bây giờ cô nói các em cố gắng ghi chép lại. Các em có thể dừng màn hình lại để ghi chép rồi sau đó chúng ta nghe cô giảng tiếp nhé. Now, have a look at negative. Hồi nãy giờ chúng ta đã nói đến cái phần affirmative, thể khẳng định của động từ thường trong quá khứ đơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn tiếp. Đây là thể phủ định. Rồi các bạn nhìn lên bảng nào. For example, they didn't work in the garden yesterday. He didn't go to school yesterday. They didn't buy a new pair of shoes last night. Ok, rồi các bạn sẽ nhìn ở câu số 1 chúng ta sẽ nhận dạng cho cô đó là từ didn't work. Vậy thì câu số 2 cũng có từ didn't go. Câu số 3 sẽ tương tự như vậy, sẽ có didn't buy. Vậy thì negative có thêm một điểm chung, đó là gì? Chúng ta sẽ dùng trợ động từ did thêm not và chúng ta bật didn't. Và đây là hình thức chung của nó. Chủ ngữ cộng didn't, not cộng động từ, và động từ này nhớ ở dạng là simple form hay còn gọi là bare infinitive form, hay mình còn nói là cột mò với các bạn. Đối với những động từ bất quy tắc thì nó nằm ở bảng động từ bất quy tắc thì nó nằm ở cột 1, còn đối với động từ có quy tắc thì chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu nhé. Rồi các viết tắt của did not sẽ là didn't. Ok. Rồi các em chú ý cho cô những điều sau đây. Điểm thứ ba, chúng ta có interrogative, đó là câu hỏi. For example, did he go to school yesterday? Did he work in the garden yesterday? Did you buy a new pair of shoes last night? Ba câu hỏi này là như thế nào đây? Did he go to school yesterday? Ngày hôm qua anh ấy đã đến trường phải không? Did he work in the garden yesterday?
Họ đã làm việc ở khu vườn hôm qua phải không? Did you buy a new pair of shoes last night? Bạn đã mua một đôi giày mới ngày hôm qua phải không? Thì ở đây chúng ta nhận dạng lại, khi ở câu phủ định thì chúng ta dùng did not sau chủ ngữ. Thì ở đây nếu câu hỏi thì chúng ta sử dụng mượn trợ động từ did đưa lên đầu đầu câu. Did subject verb in simple form, nhớ là động từ nguyên mẫu. Vậy khi chúng ta có từ để hỏi WH question thì chúng ta sẽ đặt ở đâu các bạn? Và nhìn vào khung chúng ta có thể dễ dàng thấy được đó là nằm ở vị trí đâu? Đầu câu. Các em chú ý lưu ý cho cô phần này nha. Vậy thì hình thức trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ nhớ cho cô, câu hỏi yes no questions thì chúng ta có hai cách trả lời yes hoặc là no, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta nhìn, khi mà chúng ta trả lời là yes thì chúng ta có thể lấy lại chủ ngữ ở trong câu, đối với chủ ngữ khác cái từ là you nha. Đối với trong câu này thì chúng ta có he thì chúng ta sẽ đổi thành, trong câu trả lời thì chúng ta không cần phải đổi, chúng ta chỉ việc đưa đưa xuống yes he did, vâng anh ấy đã đến trường ngày hôm qua. Hoặc là mình có thể trả lời in the long answer, trong câu một câu trả lời dài thì chúng ta có thể là yes he went to school yesterday, anh ấy đã đến trường ngày hôm qua. In the short answer, trong câu trả lời ngắn thì chúng ta có trả lời là no he didn't hoặc là no he didn't go to school yesterday đối với câu trả lời dài nguyên ý. Thì các em lưu ý cho cô phần này nhé. This is the summary. Đây là phần tóm tắt lại đối với động từ thường trong thì quá khứ đơn. Các em có thể ghi chú lại, dừng màn hình và ghi chú lại phần này giúp cô. Chúng ta đến phần số 2. We use simple past tense to talk about. Về phần uses là về phần cách dùng thì chúng ta sẽ có những cách dùng với thì quá khứ đơn như sau. Các em nhìn vào cái ví dụ sau đây. My mom made some pancakes for us yesterday. Mẹ của tôi đã làm một vài cái bánh cho chúng tôi ngày hôm qua. Đây, đó là những cái bánh mà mẹ của tôi đã làm. Rồi, ở đây chúng ta nói lên điều gì các bạn? Về completed action in the past. Những hành động đã kết thúc trong quá khứ. Đó là ghi chú đầu tiên. Ghi chú thứ hai. Vậy thì chúng ta dùng quá khứ đơn khi nào? Nhìn vào ví dụ thứ hai. Yesterday I finished my work. I walked to the beach and found a nice place to swim. Ngày hôm qua tôi hoàn thành công việc của mình, đã đi bộ đến bãi biển và đã tìm một địa điểm đẹp để mà bơi lội. Thì ở đây chúng ta sẽ nói là gì? A series of completed actions in the past. Một chuỗi những hành động đã hoàn thành trong quá khứ. Và chúng ta dựa vào từ nào để biết đó là hành động trong quá khứ các bạn? Đó là từ yesterday. Now have a look at number 3. Đây là ví dụ số 3. I always went to the beach when I lived in Nha Trang 5 years ago. Tôi thường xuyên đã đi đến bãi biển khi mà tôi đã ở Nha Trang 5 năm về trước. Vậy thì chúng ta sẽ có đây là hành động như thế nào? The habitual or repeated action in the past often goes with efforts of frequency. Always, usually, often, sometimes, seldom, or never. Những cái thói quen, những cái việc lặp đi lặp lại trong quá khứ và thường đi chung với những cái trạng từ chỉ về tính tần suất, ví dụ như là luôn luôn nè, thỉnh thoảng, seldom, hiếm khi, never. Các em chú ý cho cô phần này nha. Vì hành động ở dưới đây là gì? Tôi luôn luôn đi đến bãi biển khi tôi sống ở Nha Trang vào 5 năm trước. Notes. Các em chú ý cho cô phần ghi chú.
Phần ghi chú này chúng ta sẽ ghi chú về dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn. Dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn đó là yesterday, last night, last week, last month, last year, last Christmas, last Sunday. Hoặc là có những từ như ago, trước đây, in, past year, in cộng với cái năm mà đã trải qua rồi. Hoặc là cụm từ in the past. À, và nhớ since cộng với subject cộng với verb. Ví dụ như since I was young, à, khi tôi còn cần trẻ. When or while plus short action in the past. When hoặc là while với những cái hành động ngắn diễn ra trong quá khứ. Ví dụ như when I saw him, he was eating an apple. À, khi tôi đã nhìn thấy anh ấy thì anh ấy đã đang ăn một quả táo. Rồi, cô biết hôm nay bài học cũng tương đối là khó và dài. Ngoài việc các em phải dừng màn hình để ghi chép đầy đủ những cái thông tin phía trên và học thuộc, thì bây giờ cô sẽ cho các em xem một đoạn clip để chúng ta giải trí và chúng ta có thể tìm ra được cái điểm khác nhau khi mà chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn và thì hiện tại đơn. Các em xem và chú ý nhé. Little Fox. Long ago and now. Long ago, life was different. Long ago, people rode horses to work. Now we ride in cars. Long ago, people sent someone to deliver letters. Now we send emails on our computers. Long ago, people used lanterns and candles. Now we use electric lights. Long ago, people got water with buckets. Now we get water from faucets. Long ago, people cooked on fires. Now we cook on stoves. Long ago, people cleaned with brooms. Now we clean with vacuum cleaners. Long ago, people washed clothes by hand. Now we wash clothes with washing machines. Long ago, people drew pictures by hand. Now we use cameras to take pictures. Long ago, life was different. Xem đoạn clip trên thì các em sẽ thấy rằng ở thì quá khứ thì chúng ta có những cái từ sau đây: long ago, đúng chưa? Và chúng ta để ý tới những động từ có trong những cái hành động xảy ra trong quá khứ và trong hiện tại rất là khác nhau. Để sử dụng đúng những cái động từ trong quá khứ và những cái động từ trong thì hiện tại đơn thì cô hy vọng các em sẽ học thuộc được những phần lý thuyết. Cô sẽ gửi những bài tập đính kèm và những bảng động từ bất quy tắc đến với giáo viên chủ nhiệm, và giáo viên sẽ gửi đến cho tất cả các bạn. Các bạn vừa có thể tham khảo lại phần giảng dạy của cô ở phần video clip này, hoặc là chúng ta có thể xem lại ở trong phần trong cái file giấy mà thầy sẽ gửi cho các bạn nhé. Rồi, xin chào các em. Thank you for your attention.